Cây mật gấu hay còn gọi là cây lá đắng, đây là loại cây được cả đông y và tây y chứng minh là có tác dụng trong việc bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ chữa một số bệnh về gan. Mật, xương khớp và gao, cây mật gấu là gì? Cây mật gấu là dược liệu có nhiều công dụng quý trong việc bồi bổ sức khỏe và điều trị bệnh lý. Tuy nhiên phải ai cũng hiểu rõ về thảo dược này, theo đó, mật gấu này có tên khoa học là Gymnanthemum amygdalinum là một loại cây thuộc họ nhà cúc với nhiều tên gọi quen thuộc khác nhau như cây lá đắng, cây kim thất tai, cây mật gấu nam. Cây mật gấu có thể nhận dạng qua những đặc điểm sau đây, thân, cây mật gấu thuộc loại thực vật thân thảo. Có đặc điểm là mọc thành từng bụi, cây trưởng thành sẽ có chiều cao khoảng từ 2 tháng 5 mét. Tùy vào điều kiện sinh trưởng và chất lượng ánh sáng nơi cây sinh sống, lá, lá cây mật gấu có màu xanh. Hình trái xoan, cứng vừa phải, mép có răng cưa nhỏ, khi cây trưởng thành, lá có thể rộng từ 2 đến 4 cm và dài khoảng 6 đến 10 cm. Tùy vào điều kiện sinh trưởng mà gân lá mật gấu sẽ có màu tía đặc trưng, hoa cây mật gấu thường ra hoa theo cụm. Mỗi hoa gồm 6 cánh nhỏ màu vàng nhạt nhìn rất đẹp mặt, phần dưới cánh hoa là các lá đai. Xếp thành 3 vòng liên tiếp, hoa cây mật gấu thường ra vào khoảng tháng 2 đến hết tháng 4 hàng năm sau khi hoa tàn vào khoảng tháng 5 và tháng 6 là thời điểm cây sẽ kết quả 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 mật gấu có màu xanh nâu. Mọc ở phần ngọn, cách sử dụng cây mật gấu và liều lượng khuyên dùng, có rất nhiều cách sử dụng cây mật gấu để chữa bệnh tuy nhiên đa phần người ta thường sử dụng theo hai cách sau. Sắc lấy nước, ở cách làm này người bệnh có thể dùng cây mật gấu ở cả dạng tươi và dạng khô. Cách thực hiện cũng khá đơn giản chỉ cần cho vào ấm sành sắc với một lượng nước vừa đủ là được. Dạng ngâm rượu cũng giống như cách sắc lấy nước cây mật gấu ngâm rượu có thể dùng ở cả dạng tươi và dạng khô tuy nhiên đa phần người ta thường sử dụng phần thân và rễ đã được bóc vỏ. Sau đó ngâm trong bình thủy tinh với thời gian là khoảng 15 ngày hoặc đến khi rượu chuyển màu vàng đậm. Về liều dùng, các chuyên gia khuyến cáo mỗi ngày người bệnh chỉ nên sử dụng thảo dược này không quá 10 gram tươi. Liều lượng này có thể được tăng giảm tùy vào từng bài thuốc chữa bệnh tuy nhiên trước khi sử dụng người bệnh cần hỏi rõ ý kiến của bác sĩ tránh vượt liều dùng, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Cách ngâm rượu cây mật gấu, chọn thân và dễ để ngâm rượu. Cây mật gấu có hai loại là loại miền Nam và loại miền Bắc. Khi sử dụng để ngâm rượu chúng ta nên chọn loại miền Bắc sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, nên chọn thân và dễ tươi vì loại này có giá thành rẻ hơn và ít bị làm giả bởi các cây gỗ khác. Sau khi mua rễ và thân cây thì tiến hành rửa sạch nếu có lớp vỏ cây bên ngoài thì bỏ đi sau khi rửa sạch thì phơi khô để ráo nước sau đó trẻ nhỏ để ngâm nên trẻ thành miếng ngắn và nhỏ để rượu nhanh thẩm thấu vào thuốc. Ngâm thuốc trong bình thủy tinh hoặc chum sành không nên ngâm trong bình nhựa. Sử dụng rượu trắng 40 đến 45 độ để ngâm. Khi ngâm tuyệt đối không ngâm thêm một vị thuốc đông y nào khác. Ngâm một tháng là có thể sử dụng được. Tuy nhiên, rượu cây mật gấu ngâm càng lâu thì chất thuốc thấm ra rượu càng nhiều.